bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivo. Hiện tại thì mình đang có mặt tại đây là Gala Khê. Chút nữa thôi chúng mình sẽ lên kia và trải nghiệm tàu đường sắt Cát Linh Hà Đông. Và ok, chúng mình hãy cùng đi nhá. Let's go. Có một phó nháy đi cùng với mình, tại vì bọn mình sẽ vừa cả quay cái vlog này, bọn mình sẽ chụp ảnh luôn. Yeah, và bây giờ bọn mình sẽ đi mua vé. Mua ở đây à? Khu bán vé này không thế nào nữa. À, bên kia có chú hướng dẫn kìa. Đi Cát Linh, có vào Cát Linh. Cảm ứng luôn à chú? Hả? Cảm ứng luôn đúng không ạ? Hả? Ấn vào cái này mà. Cát Linh, mình đang ở La Khê. Chào đi Cát Linh ạ. Hai người. Vâng ạ. 26.000. Nó có trả lại không ạ? Trả lại. Xác nhận. Dạ vâng. Con vừa lấy vé và tiền trả lại ạ. Uầy, xịn quá. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Yeah, và đây là vé. Quẹt vào đây đúng không? Chạm đây đúng không? Ok, hướng đi Cát Linh. Ở đây khá là ồn các bạn ạ. Chào mừng quý vị khách đã đến Gala Khê. Từ đây nếu mà các bạn muốn đi lên đi hướng tàu Cát Linh thì sẽ đi bên này. Còn nếu mà các bạn từ Cát Linh đi về thì sẽ đi xuống đỏ bên này. Đó, có hai lối nhá, nên là để ý nhá. Bây giờ bọn mình sẽ đi lên về hướng Cát Linh. Có thang máy và có thang bộ, tùy bạn lựa chọn. Đây là tàu vừa từ Cát Linh về các bạn ạ. Sau khoảng tầm 20 đến 30 giây thì tàu sẽ lại đi tiếp, nên là các bạn phải nhanh chân nhá. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông được ký kết vào năm 2008, đến nay đã được 13 năm. Do đó mà rất nhiều người lớn tuổi mong ngóng chờ đợi để được trải nghiệm chuyến tàu này. Chào đón quý hành khách đã đến Ga Cửa Đình. Vui lòng xuống dưới trên sau, cửa tàu sắp đóng, xin hãy cẩn thận. Trục đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông dài 13 km, gồm 12 ga. 4 toa tàu có sức chứa lên tới 960 người. Vé tháng là 200.000 đồng, vé ngày là 30.000 đồng, vé lượt từ 8 cho đến 15.000 đồng một vé một lượt. Khi thông báo đến ga Cát Linh hoặc Yên Nghĩa thì tất cả hành khách trên tàu đều phải xuống. Nhớ là khi chúng mình đi ra ấy, là chúng mình phải đi từ bên này ra bên phải này nha, là lối ra. Như các bạn có thể thấy thì mọi người đến đây chụp ảnh rất đông. Đây là ga Cát Linh. Phía trên này cũng có một vài cặp đang chụp ảnh các bạn ạ. Úi dồi. Đó, thấy chưa? Mọi người chụp ảnh đông lắm. Mình đã cố gắng để đi vào cái khoảng thời gian mà hết miễn phí rồi để đỡ đông, nhưng mà vẫn đông các bạn ạ. Và khi mà các bạn mà muốn từ Cát Linh mà quay trở lại Hà Đông ấy thì chúng mình sẽ phải đi xuống và mua đổi vé một lần nữa. Vì chúng mình sẽ không thể... A few moments later. Ở đây là ga màu xanh dương nè. Mỗi ga sẽ một màu các bạn ạ. Màu khác nhau đấy. Rồi, nào bây giờ chúng mình sẽ đi ra. Chúng mình sẽ phải đưa vé vào đây này. Ok, tít phát đi ra. Ôi giời.
Cảm giác là lần đầu tiên được đi tàu Cát Linh, thật là thốn. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đi quay trở lại La Khê, điểm bắt đầu của chúng mình. Thì sẽ phải mua vé. Mua vé ở đâu ấy? Ở dưới à? Đúng là phải. À, kia đúng không? Ok. Lại đi lên và lại đi về các bạn ơi. Làm sợ hãi. Ừ, chắc nhìn mặt mày nó ghét đấy. Tầm 15 phút từ đấy, nói chung là rất là nhanh. Và có một đường tàu sắt Cát Linh Hà Đông di chuyển sẽ vô cùng tiện lợi như này. Thì sau 12 hay 13 năm gì đấy, chúng ta chờ đợi và cuối cùng đến ngày này các bạn ạ. Nếu mà các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like video, một subscribe và nhớ để lại cho mình một comment nhá. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh Yến Vi Vu nhá. Bye bye.